KFC không calo, thêm chanh, thêm đá. Rap Việt có Lays, cuốn ơi là cuốn. Chưa yêu em cần thời gian lo cho sự nghiệp, okay. Nhưng đi chơi với anh em sướng như tiền, sướng. Em muốn được anh dẫn đi tham dự tiệc, em thích đồ đi VIP trong các sự kiện, em thích anh tự nguyện dẫn đi ăn cả viên chiên, em thích nghe anh rap hơn tiêu mình phụng, vì anh tiêu mình phụng với toàn rap liên thì đưa em đi khắp tất cả nhà hàng, Long Biên hay xa đàn phú của cái nhà tràng, tất cả mọi thứ anh cũng đã làm, đen mất cả da vàng mà vẫn như con da tràng. Đi xe cát biển đông, tình yêu này liệu có thể phát triển không, nhưng nếu em không thích nghe rap viển vông thì anh sẽ lại tới khi nghe bác tuyển chồng cho con gái trên con SH mới lắp biển xong. Tiến vào miền Nam trai bác chuyển đông, ở Văn Tơ Lai làng hai mái mừng hông, ở trời em dài cổ như là bé khủng long, bé yêu anh bảo này là yêu anh đi, nhà anh có đàn gà dù thích là thịt, yêu anh đi, nhà anh có đàn gà dù thích là thịt mà thích là thịt. Hết mẹ lần sau, hết mẹ lần sau, hết mẹ lần sau, nhất nhất em thấy em xinh xinh đẹp trông giống như mình tình, lòng sầu xiến bling bling anh thích thích thường thường, đẹp trai kẹp hai không bằng trai mặt trai đặc thú thật rất là thủy chung, bạo dụng bạo ăn luôn cả bao ở lớn ở, muốn nói là yêu anh đi, anh dắt em vào công viên này, vào công viên anh khiến em cười như điên. Tiểu thơ tinh tình tinh tế tôi tâm tất thật thà thẳng thắn thôi thì tôi tơ tưởng tương tư thao thức thầm thích thầm thương, từ từ tôi tính toan tan tỉnh tỏ tình tôi tâm tác thơm tho tóc thì thẳng tóc tức tóc tiên tê chút thèm thấm thỏm thôi thớp tinh tình thà tình thịt thẹn thùng tiếp tục tôi hết mẹ lần sau, hết mẹ lần sau, hết mẹ lần sau. Lên xinh gái kiêu kỳ đồng đành, chắc là em sẽ yêu vì lòng thành, tàn em lần này đến lần khác để em nhìn thấy được điều gì trong anh. Yêu em mấy núi cũng trèo, mấy sông anh cũng lội, mấy đèo anh cũng qua, như bị cận anh không phải đứng xa, anh phải tiến lại gần để thấy được chúng ta. Rủ đường chè sẽ đem thêm củ tỏi, để lớp chè em nồng thấy bản thân cũng đủ giỏi, còn đem không chịu mà anh rủ đi hệ sinh thái, tranh thủ anh tỏ tình về là có em ghệ xinh gái. Em mà không nhận lời thì bữa sau anh lại mở, em mà có rơi vời về để cho anh gặp gỡ, người ta bảo anh ngay anh gọi đó là kiên trì, trái tim anh là phần thưởng không cần hỏi anh siêu lên. À, xin giới thiệu tiết mục này bằng một đoạn tiếng Anh ngắn. Ladies and gentlemen, now we listen to two men who gonna be the winner and know exactly who the winner is gonna be. Quý vị hãy chào đón Mambo và Billy 100. Anh đến đây là để chiến thắng, anh là bất bại sau bao nhiêu cố gắng nếu mà thất bại. Họ nói anh may mắn sau những năm rất dài đang học cách im lặng under spotlight, không thể cản anh được chọn under first choice. Ở trên bàn xếp hạng chỉ là gớt thôi, những thứ anh đang làm đã cả hết rồi. Hiếu thứ hai anh về nhất thì cũng đúng thôi. Bi em đầy xăng anh đang nhấn ga. Rum 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 see you later, anh đang chỉ vút qua. Wow. Mọi người thường thấy anh đằng sau trên sân khấu, anh bị coi thường người nổi tiếng chưa tăng không không bằng ai, nhưng anh không dừng lại, anh đứng ngay tại đây on the stage. I'm the winner, yeah, call me the winner, winner. I'm the winner, yeah, I'm the one, not reborn, new king for the throne. Bắt tay và làm việc, Billy the Don. Sau bao năm thì anh vẫn luôn phấn đấu, hater công kích anh đã bao xa mất dấu, và anh luôn phấn khích anh như cảm giác lần đầu thì cổ vũ họ đều làm chủ sân khấu. Do better, I gotta do better.
I gotta do better, I gotta do, 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 do better, I gotta do better, I gotta do better, I gotta do, 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 do. Tôi anh thích thắng, không thích thua. Giống như người đó, anh cũng thích đồ. Nói về hip hop, để anh nhấn cua. Nếu em thích nó, nói anh click more. Nhảy tango, flamenco. Billy trip 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 cùng với Mambo. Making hit 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 từ cái sample. Chạy theo vinh quang như là Rango. Life goes on, yeah life goes on. Sáng dậy hết đất để đẹp trai đâu còn. Hâm nóng cuộc chơi này nhẹ như microwave. Anh đang cùng quán quân VO bằng một chiếc microphone. Và nằm gắn bó với nhạc rap bắt tay mình bao tụi anh hợp tay một khi upload càng nhận điện áp trong game bên ta anh là giải pháp. Giống như kim cương tụi anh phát sáng phát sáng. Mấy bài nhạc sớm muộn rồi cũng được phát tán. Ok. Oh 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 oh. Trên cỏ anh toàn là giọng anh cold cold cold. Vô cầu của anh thì chậm nhưng lấy tên đâu đâu đâu. Miễn cười như một người chiến thắng nào. Here we go 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 go. I'm a winner, I'm a winner. Who's winner? Kickman, đưa vào trong khuôn đặt vào. Big chain, đưa hết đây cho tụi anh mặc vào. Hitman, lao vào trong cuộc chơi. Tụi em phải nếp sang một bên vì mỗi thằng một lane. Nickname, Manbo Billy. Big game, bỏ là MVP. Sweetland, tụi anh chung một fan. Nói những thứ em chưa từng nghe. Mấy chuyện nhỏ thì không cần care. Running, anh muốn thắng đường đua danh vọng nên anh phải running. Cho họ thấy những gì anh có game này anh no nên. Bản thân anh muốn gặp được mày thêm vài vòng đấu vì anh tin mày Billy. Sau bao chung gai anh và em vẫn hiên ngang. Những tiếng hồi reo to giống như buổi liên hoan. Mỗi khi on mic bọn anh tạo ra âm vang. Manbo Billy đang chơi đường đua tới vinh quang. Anh sẽ thắng cuộc với chiếc cầm trên tay. Anh sẽ tiếp tục nếu như gặp điều không may. Nếu bọn anh chạy để chứng minh mình không sai. Sau những đôi đầu chiến thắng sẽ gọi tên ai. Nên đã thắng cuộc chiến thắng gọi tên anh. Không ai ngang đường giống Billy mày nhanh lên. Không thể đoán được tên anh được hoan nghênh. Năm nay đen hơn mấy người vẫn đang chào anh. I'm a winner, hu 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 hu. I'm a winner, hu 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 hu. I'm a winner, hu 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 hu. We're a winner, winner 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 winner. I'm a winner, hu 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 hu. I'm a winner, hu 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 hu. I'm a winner, hu 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 hu. We're a winner, winner winner. Nâng đỡ nhau trên cùng một cá cân không phân vân không tính làm chuyện cá nhân. Xả vai ngoài mà xinh em có cả hai thứ thái tình quái không giả nai. Tôi tính cho cách flow mượt tay tại vòng hai vì chàng nam mỹ cùng vào vai kỹ năng đã ghi được lòng ai âm thanh vang lên đừng hòng cay lại hit vậy chừng em kêu là vậy đi nhạc như này sao phải giải thích tất cả chỉ là một bài tính biết sao bây giờ tại fit một quả tay phải là công kích không cần làm việc mình không thích đây ra khi tay bị gồng xích xong là chính mình bước lên show nâng tầm cuộc chơi cả ở trong không gian tất cả phải ui có bao nhiêu thì mình đặt cược thôi từng đây mang răng vẫn là đủ đời ta mi vào đánh nhanh rút gọn ngay ly khi ăn ngay nút chọn không cần làm gì vẫn say hút hồn thì sao lạ kỳ khi em ấm chọn chỉ cần bước tiếp như gì đã viết thì cũng đâu thể nào dừng lại đáng tiếc sẽ cũng đã hết thì cùng nhau đi đừng ngay biết xung quanh có sắc màu nhưng chúng ta vẫn khác nhau đây mới là lúc bắt đầu. Check lấy lịch mà xin nhiều cô con nhà tông gấp ở trong. Đưa mình mong đen kinh lịch xa gia đình không sao ai yêu lao động nên đâu cần ở đây. Tuy không biết kiếm tiền mua Cartier, ấy mà kỳ bò khó xì bò bác sĩ ấy. Nếu như trò chơi lâu gì mấy, sorry bây giờ. Bước mắt trái, nào thì em mang bay ngang tàn. Ok 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 ok. Bước qua vai, nào thì em lắng ngọc thanh vàng. Ok 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 ok. Đã bao nhiêu sàn đã bị đo đổ cú đập, đã bao nhiêu lần body đau đổ cấp đồng. Sao đau cho bóng chuyền của ngôi sao Bích Tuyền. Cái cao đến chừng nào nó vượt rào định kiến. Buồn mấy phải tính toán nhưng em thì tính hiền. Lo cho căn bếp nhỏ hay nơi tôn nghiêm chính điện đều có quyền in. Vườn đập thêm nhiều hoa tươi chính diện. Nếu như không thể đốt đôi cánh họ đã đổi cách sang cái cảnh nhốt chim ở trong lòng. Nhưng không sao muốn có đất phù sa và cáo quý phải đi qua gần lũ của dòng sông Hồng. Đem sao muốn đồ cao cấp hay là kim cương xanh đâu chỉ bằng tình yêu và nhiều bông hồng. Đâu có dễ sắc xuân như thế
bạn đừng vô chi, đời không như y, bàn tay đang là thật vô ly. Nhằm chiến vô chi, tàu lông mà ly, nghe thẳng như dòng kẻ ô ly. Thông tàu bài chính như là Sally Dawn, chính như là Sally Gone. Quay đến thấy qua vẫn còn, chính như là đại kim cương. Kiến bao có tim si, mà lên như là Fesco. Không có yên phận là vẫn tranh giành dòng đời cạnh tranh, kẻ mình khó chịu đạp đồ tanh banh. Về đời không hoàn hảo như ý mình muốn, ngừng đổ lỗi hoàn cách đẩy mình xuống. Bắt tay vào việc xuyên suốt nghiêm túc, chuẩn bị tinh thần cho đường dài. Quá khứ không thể thay đổi nhưng mà ngay hiện tại xứng đáng có tương lai. Năng nổ hoạt bát, thẳng cái lưng đối diện với đời sao phải con người lại. Từng là hạt cát vùi dập bao năm to nhưng phớt từng đài vì anh không ngừng lại. Không quan tâm đừng có bao nhiêu lần sơ sát. Còn rap là có giải pháp, không có ai khác ngoài chính mình. Tôi đã chứng minh cái bản thân gọi đống bùn khóc lác chỉ là mất mát niềm tin như là đất cát. Hát phát bài tại lấy không trung nhục nhạt chỉ là căn nguyên khiến người ta vỡ nát. Số phận có đi khác đóng khung. Học cách chấp nhận thay đổi tư duy tưởng cũ nhưng mà trong mối tình. Xuất phát từ tâm bắt đầu biết yêu những điều xung quanh đời mình. Dưới đáy bóng tối vẫn tìm được lối leo lên tới đỉnh. Đối diện nghịch cảnh biết ơn thời bình, làm tốt việc mình còn lại để trời tính. Đã cố gắng đến giờ này chẳng lẽ nhìn đời tan vỡ thế này. Dòng tố sẽ phải đi qua cuốn theo những ngày than thở. Chuyện quá khứ chẳng thể đổi thay và ngày mai sẽ khác. Viết lên thêm câu chuyện mới để không lãng phí tháng năm từng sống trong buồn đau. 2 x 1 = 2, 2 x 2 = 4, 2 x 3 = 6, 2 x 4 = 8, 2 x 5 = 10, 2 x 6 = 9. Chỉ còn một phép tính cuối đã làm sai. Tất cả phép tính trước đó dù đúng bao lần họ vẫn không để lọt vào tai. Right. Nên là chúng ta chỉ quan tâm thứ mình thiếu mà chưa bao giờ để ý vào những thứ ta đã có nè. Wow. Anh đã có những cơn bão lòng để có thể gom nó thả gió vào câu. Anh đã có từng đêm mặc cảm viết cho tới khi anh đứt tay nghe. Chỉ với một liều kháng sinh hy vọng thứ đã khiến hôm nay anh bước vào show. Nên đây là cho ước mơ anh đã vẽ tô lên cây cho nó hóa thành những cánh chim nhấp nhô trên mây. Đường hầm tuyệt vọng khiến mắt anh khô huyền cây và nắm chắc micro trên tay. Viết cho tất cả tháng năm mà chúng ta tổn thương chính mình và những điều khiếm khuyết. Viết để yêu những thứ không hoàn hảo, kiến thiết con đường này trở nên riêng biệt. Viết vì nếu như có một danh sách những người tin tưởng khi trời kia giông gió, anh sẽ không hề đắn đo ghi tên mình đầu tiên vào trong đó. Lower, let's go. Đã cố gắng đến giờ này chẳng lẽ nhìn đời tan vỡ thế này. Dòng tố sẽ phải đi qua cuốn theo những ngày tháng thơ. Chuyện quá khứ chẳng thể đổi thay và ngày mai sẽ khác. Viết lên thêm câu chuyện. Trên da nỗi buồn đau tối đến tận xương, gành ghét đố kỵ muốn ta phải điên cuồng, tâm ta tĩnh lặng mà khiêm nhường. Mây đen dập tối kéo mưa to gió lớn, bão lòng tàn phá như Jackie. Làm người Việt Nam nên chống chọi được kiên cường, ta thấy giá trị vô đơn chí. Phúc bất trùng lai, khi ta vẫn trời cao trên kia chúc phúc. Vậy lúc hòa đứng cùng ai? Có một cơn bão từng kéo đến tàn phá đồng bào Việt Nam tôi, nhưng mỗi con người cùng góp sức và bờ đê được nhân đôi. Vững một niềm tin. Quý vị, đau quá và đáp lâu với ca sĩ khách mời Vũ Phụng Phi.
Lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời, ta đã vội buông hàng nước mắt. Còn ta vào đời bằng những nụ cười, gửi lời chào kèm theo món quà rất đắt. Phải đón nhận nó như một thứ gì đó mà cả đời này sẽ không quên. Phải xếp nó ở trong một chỗ ngay ngắn, một lòng sẽ phải khắc ghi lên. Ta ngủ phù trong vòng tay mẹ để thấy ước mơ chắp cánh dưới tay ba. Ta lớn lên cùng bạn bè ở trường học và cả chỗ xa hoa. Ta trưởng thành cùng những giàu sang để thấy lòng người chẳng thể nào mà định giá. Ta chống gậy mà mầm với tuổi già để đến một kết đời vội pha. Và ta vẫn cứ bước đi dù biết kiếp nặng phía trước còn đang đợi. Đừng để lạc lối nước đi ngôi vị niềm tin. Lòng ta vẫn càng ngồi vẽ lên trang giấy một linh hồn mang hình hài của một nhà thơ, ngồi một góc và tự hỏi những băn khoăn lặp lại đến bao giờ. Ngày mai ta có con đứng nơi đây để gió đưa đi cùng mây. Và liệu ta có thấy màn đám răng đầy đời ta nếu chợt buông tay. Bao nhiêu băn khoăn ấy, bao nhiêu lo âu này, tìm về bên ai để nói ta hay. Liệu ta có giữ lấy được những đông đầy ta lưu qua tháng ngày. Ta đã khắp lối, điều vụ rắc rối à, hay đang ngồi than đầy góc tối. Âu lo bức bối, đổ ra mọc nồi. Giữa đôi tay run và bước chân ta sắp phôi. Cho nó phủ đầy thách thức và cam go. Thôi được đủ đầy vì khó lên bàn cho. Nhưng mà có giọng nó có vàng to. Cuối to biển lớn trong một căn nhà hoang sơ. Và đôi khi tưởng chừng thì vào những năm bị che khuất. Họ bắt ta gục ngã với trở nên e ấp. Nhận ra trưởng bản thân ngoài gia đình là những người có thể đối xử với ta một cái phe nhất nghe rất. Nhưng để nói khi khi mình để rỉa sói với cái thói tinh vi. Muốn ta mắc kẹt vô trong đứng nguyên si. Nhưng ta không tin vào lời phán đoán tiên tri. Nhà bắt ta sức nóng ở đủ huyết quản. Nhà bắt ta ý chí sau khi biết nản. Và cả ta bài học trong ba lời chỉ triết. Không dồn vào lý thuyết thì cũng viết bạc. Phải đi tiếp cho dù cơn mưa rông rải rác. Chưa từ lăng tăn thì đã độ tròn rap. Chưa từ cố gắng khi thời gian phai nhạt. Từ những nỗi băn khoăn trong ta anh giải nhạc. Ngày mai ta có con đứng ở đây để gió đưa đi cùng mây. Băn khoăn anh giải nhạc. Và liệu ta có thấy màn đang răng đầy đời ta nếu chợt buông tay. Bao nhiêu băn khoăn ấy, bao nhiêu lo âu này, tìm về bên ai để nói ta hay. Liệu ta có giữ lấy được những đông đầy ta lưu qua tháng ngày. Chút tâm tư của những hành trình khao khát hết lên với bầu trời. Những tiếng vô tư ta thử cho đến ngày ta đã từng vội vàng. Vội vàng chạy theo những ước mơ xa vời. Cho mày tóc mày đã vàng, mày ấm khi ta rời. Có một khắc ghi tới lúc ta qua đời. Nhiều lực cho bản nhạc ta viết chưa ra lời. Trừ rèn ta gặp cõi dương gian. Vẫn cứ bùng cháy cho ta cùng hóa cho tan. Nếu ánh mắt chẳng còn thấy được ánh dương tan. Ta biết mình đã trả suốt cả một đời phiêu gian. Lưu lại trời vời đã tới đau mắt cá. Họ lấy rồi trả tao có tin chấp vá. Sau tất cả ta tự mình nhận ra là phải có vất vả trở nên sắt đá. Ta đã được ban cho một lần để sống. Người thì ao ước người con nó chỉ vài đồng. Đánh thức suy tư và tâm hồn mình bằng công. Chờ trong từng phút mình tồn tại có được không? Ta đang vẫn sống được còn mong người đến thui. Chẳng mặt để hết xui. Nhưng trước khi ta xa này ta lui. Ta còn nơi phải trở về để mà tìm yên vui. Yeah. Chanel, em lại đang bị thị phi trên mạng xã hội nữa. Yes sir. Chanel, let's get it. Yeah. Sạc pin bảy tết để chỉ vào nhà. Giờ bị lộn bởi như thế đâu mà sao ta. Biết mà là ác ý có cái đắc chí. Khi hồ thấy bản thân anh đang bị vướng và chỉ dọa bà. Có những kẻ mà không phép về bài nhạc. Thế anh trên pin vẫn còn sạc sạc. Cư dân đang có phím lạch cạch. Khi họ ghi anh đã bị tạch tạch. Họ chỉ biết ngồi phê phán. Dù không biết tuổi quê quán. Tặng anh rổ gạch ở trên trán. Anh nhặt anh mang về quê bán. Anh biết điều đó là có sai. Ai chẳng muốn anh tiết em trai. Đâu cần biết mình đi về đâu nè. Tin đổi xe của 26 nè. Sao lại lại để mà nói. Đừng kỳ thị người đâu hỏi. Bọn anh chất lên đừng cuốn soi. Em là cừu non anh là sói. Đừng khuyên em ngất ngất ngất. Thế thì vì skr skr skr. Đừng khi về là chất phát ngất. Nó thì còn phát sát đất này. Yeah. Drama. Mọi người gọi anh là IG đến từ OTD. Là bờ trên đường đua càng thắng càng thua. Còn nơi thị phi càng nói càng thua. Như là cua càng bé càng to. Còn ngang thật ngang lời nói vào vò. Không là bo mà sao lời kia lại khiến vùng tim thành đống tàn trò. Ta nào chi tiền với lời đa nên lừa lại làm sao được khiến lòng lo. Xỉ phạt thị phi bằng lặng im. Xử phạt thị phi bằng cảm thông. Chó là phải nhốt vào quảng tim. Chữa chi tâm thức mà khỏe không. Biết người quá nhiều nhưng không biết ta hư. Thêm lỡ người trên nên đang gánh dừng vai. Vì thắng tầng thế nào cũng phải có. Mà tội đo gánh nào cũng phải có. Tương lai biết lắc hết sức cách thức. Để nếm sầu bi thống nhất sống đúng chống. Với tình làm ép cầu kỳ. Những lời ác ý tâm phải tĩnh lặng. Vì thấu chỉ cả thiên thần ác quỷ. Là như cuộc chết gây nên hắn tìa. Đó là vì ai để cuộc sống em đầy sự khắc nghiệt. Thôi đó làm gì sai. Vì nó đâu có tâm khi bản thân của em đâu. Gọi em là crazy cho mặt hủy. Vì em là ngôi sao. Đâu phải tự cao. Danh nhiệt tiết tăng người đời muốn em chưa hao. Không sao đâu mà vì chính em đây là.
say drama sita. Drama, drama, now you watch me say drama sita. Drama, drama, now you watch me say drama sita. Drama sita, drama sita, drama sita, drama sita. Drama sita. Yeah. What? Drama sita. Drama sita. Drama sita. Drama sita. Trên đường về nhà, cắn chặt môi, nghĩ về những chuyện mà con không từng nói. Con chỉ ước là những lúc con thật sự vấp ngã, sẽ có ai để nhận lỗi chứ con trên đường tội. Hãy cho con một chút ánh sáng mặt trời, vì trong con giờ chỉ toàn bóng tối mẹ ơi. Bữa cơm hôm nay cha lại vắng mặt rồi, đau đớn ở trong lòng con chỉ muốn, con chỉ muốn được nghe những lời mà cha hay la. Muốn xin lỗi về những điều con gây ra, chứ con bước ra đời bằng đầu bên chàng chấp vả. Hãy cứ để con làm một người đàn ông tay cha, con sẽ sống như chưa từng được sống, sẽ không bao giờ quay đầu lại cho con đường này vất vả. Quay về nơi mà con gọi là nhà, vì ba nói với con gia đình luôn là tất cả. Cha thế nhé, tôi cánh mọi rồi, vĩnh biệt người tôi yêu. Còn cháu mong chi để làm thêm hoang mang? Có trái cũng đã muộn rồi, hãy để thời gian lau đi. Mình cần chi thêm nhau khi đã tao đã làm tất cả những gì họ muốn, nhưng luôn bị so sánh với lũ khác. Với thằng bé thiếu vọng đi tình thương thì biệt thự cũng chẳng khác gì mà ngồi cũ nát. Và họ muốn tao phải hiểu sự đời mà tao nếm trải, cảm giác đau thương mà tỏ ra hạnh phúc khi tao là nụ cười. Tại sao lại trách móc khi tao không thầm sau gương? Tao chỉ là thằng nhóc mà thôi, tiếng gào kêu kỳ khi chắc cầm tóc bà ơi. Tiếng gái vã cầu khóc khắp nhà tôi, tao chỉ mong được nô đùi những đứa trẻ khác mà thôi. Tao từng không biết tại sao cha buồn, thì mong gì mà nỗi đau tồn tại trong đấy. Nên tao mới hiểu em ta đi con đường là có thể bù đắp sai lầm của cuộc đời ông ấy. Thế nhé, đôi cánh mỏi rồi, vĩnh biệt người tôi yêu. Còn trông mong chi để lòng thêm hoang mang? Cần chi thêm nhau khi đã. Tại sao đường quê cha nhất trước mặt mà mày lại thấy toàn những niềm đau? Tại sao cuốn phim của cuộc đời mày, gia đình mày lại là nhân vật xấu? Vì mẹ dạy mày chiến đấu bằng tình yêu, cha dạy tao chiến đấu bằng hận thù. Vì tao muốn được như những đứa trẻ khác, chứ không phải trở thành con mày vô cảm cần cù. Họ muốn mình chúng ta để có thể thích nghi. Vì khi nào trưởng thành là giam công cảm xúc, nhưng tao thấy được suy nghĩ của mày thật ích kỷ. Thứ đứa trẻ cần đơn giản là hạnh phúc, thì nó muốn nhất không phải những lời cho có, mà lúc có tổn thương có một ai đó liên. Lý do tất cả là tao cho nó, nhưng mục đích không phải lúc nào không biết mình cho kết quả. Hey yeah, đôi cái môi rồi, vì biết người ta yêu ai. No, có trái cũng đã muộn rồi, hãy để thời gian lâu đi. Mình cần chi thêm nhau khi đã tan phai. Nếu như thầy anh bước ra từ cuộc tao sống, sao? Thì chính xác anh chính là sinh nhật phố Wong. Đó là anh đây. Không phải chẳng nhưng mà bảnh, anh thật bảnh. Đó là anh này. Anh bảo trang trông thật sang, chứ vì sao sang vì đó là anh. Anh là bay, anh là bass, anh là DJ, Vicky baby, mấy chục đáy xe. Khúc này, anh thở, người ta nói anh bỏ học là anh lỗ. Còn thầy bố nói năm nay số anh đỏ, nói anh nổ, mà thi là anh đổ. Dòng họ anh cầm phấn, tôi tin thì cầm thuốc, mà mày lại cầm đồ đến kiếm anh cầm ca. Thì còn lỡ bằng thứ, và làm anh làm phước. Còn em thấy chăm chỗ muốn kiếm anh làm cha. Anh nhai tất cả thứ có thể ăn được. Đi những khách sạn cũng gần căn cứ. Càng cắm các cạn, các cô các cậu, trên các kiểu cốc cũng cùng kẹt. Chắc cậu cũng có câu cái gần cuộc kia chăm chỉ. Chỉ chắc có cái cuộc chạy cùng kẹt. Vì đó là anh đây. Không phải chẳng, nhưng mà bạn là anh thật bạn. Vì đó là anh này. Anh vẫn khen, trông thật sang, nhưng vì sao sáng. Vì đó là anh đây. Từ miền Tây, anh lại bay, và anh lại bay. Vì
anh 2k. Người họ cùng đến đây sẽ khai hoang. Người ta hay nói anh bị điên rồi. Vậy thì em bắt anh là thương đi. Flow anh hoàn dài như người trên đồi, nhảy tưng 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 như là cương thi. Anh có cái điệu để bí truyền. Dạ 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 tùy quyền. Em có phải gỗ đâu mà cưa, bởi vì anh thích nghe và thì con két. Không phải là người đầu tiên, nhưng ở lại cùng em để cái chót bét. Như là Bermuda okay. Xoay em vào vùng tam giác. Sao? Muốn biết anh là ai là... Nhìn vào người đang đó là anh đây. Không phải trắng nhưng mà bắn. Anh thật bắn. Vì đó là anh này. Anh mà kem trông thật sang như vậy sao sang. Vì đó là anh đây. Từ miền Tây anh là Bay. Và anh là Bay. Vì đó là anh này. Anh thì chơi Vicky baby make you dance. Đó là ai? Đó là ai? Đó là ai? Đó là anh. Đó là ai? Đó là ai? Đó là ai? Đó là anh. Đó là ai? Đó là ai? Đó là ai? Đó là anh. Đó là ai? Đó là ai? Đó là anh. Anh. Vì đó là anh. Người ta thường nói anh bụi đời, còn ông anh tên gan của anh gió sương bụi bặm. Hai gan dắt em vào nhà thương hả, anh sẽ dắt em lên núi cắm. Đã thấy rồi nha, đã thấy rồi nha, là tối hôm qua là có người la 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 la. Thấy buồn yêu thì nhớ người yêu bằng chiếc chiều chiều. Cứ một lời cảm ơn cho cư dân mạng, cho bao nhiêu thương tâm tư thân tặng. Sẽ có lắm lúc cô đơn tình trường, nhưng không sao đâu ta luôn bình thường. Nói năng thực tế, đối nhân xử thế, sống theo bản chất, trở nên đặc biệt từ những điều đơn giản nhất. Bỏ xuống cái tôi, lấy sự kiên nhường là người cái đảm nhất. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.